Rồi trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay trại có việc cái lô này số lượng bò lỡ rất là đẹp nha. Siêu lực luôn. 16 con. Bò này cao 1m2 bò nha. 16 con bò đực. 3B với kem nha, siêu sáp. Xương sáp rất là lớn nha. Con này cô chú anh chị về dỗ rất là mau nha. Con này 16 con. Con này có 5-6 con 3B. Còn như là bò được kem không. Con còn 3B nó 17 con nha. Tổng cộng là 17 con. Bò chiều cao 1m2 bò nha. Xương rất là lực luôn. Con này mình vỗ béo rất là mau cô chú anh chị. Ổ bò đòn dài xương to luôn. Giá là 19 triệu một con nha. 19 triệu một con. Kem 3B gì cũng một giá tiền nha. Bò này nằm khoảng 260kg hơi, 270kg hơi một con nha. Từ 260 tới 270kg hơi một con. Không gì cái lô bò lỡ bự nha. Rồi quay bản nó cho cô chú anh chị xem nha. Cái lô này là 17 con nha. 5 con 3B, 12 con kem. Chiều cao là 1m2 bò nha. Cân nặng là từ 260 tới 280kg hơi một con. Giá là 19 triệu. 19 triệu một con nha. Siêu lực luôn. Cô chú anh chị cần mấy con thì tới mình lựa nha. Bò rất là đông. Đủ cỡ cho mình lựa chọn. Bò siêu thịt, giống bò siêu thịt, bò Pháp siêu thịt. Cái này thì mình nuôi rất là mau lên thịt. Còn 5 con này là 20 triệu con nha. Nó hơi bự hơn chút. Này 20 triệu con. 3 con kem giấy trắng với một cặp kem vàng. Nó hơi lớn hơn một chấm bò nha, nên nó cao hơn 1 triệu nha. Quay luôn cho cô chú xem, 17 con với cái này 4 là 21, 5 là 22 con. 17 con bên kia là 19 triệu một con, còn cái này là 20. Đây một con kem trắng, hai con kem trắng, kem giấy. Hồi năm con này là giá 20 triệu một con nha. Xương sóc là khổ lo, tàn lớn luôn. Cốn bò lắm. Bò này mình vỗ khoảng 7 tháng là vô thịt luôn. 6-7 tháng là vô thịt luôn. Tới thịt luôn. Rồi cô chú anh chị cần cỡ bò cỡ nào thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long nha. Nói gì cũng rất là đông. Kem Pháp 3B đồ đủ cỡ nha. 11, 12 triệu cũng có nha. 13 triệu 500, 12 triệu 500, 10 triệu cũng có. Rồi xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa đó tin tưởng ủng hộ trại bò nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thành công nha. Mỗi một kem này hết, mỗi kem lực không.